Chương trình này được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly Premium Roast Coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Loan Factory 714-444-9999, khách bạn so sánh. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ 1 đồng. Ngọc Lan, Hoàng, Trầm Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với Cà Phê Sáng. Và trong sáng ngày hôm nay, thành phố New York đã đưa ra các quy định mới yêu cầu mọi người phải chích ngừa. Mọi người ở đây là luôn cả các công ty tư nhân nhỏ tới lớn luôn, thưa quý vị, không có cái chuyện mà EA không chích ngừa. Và hạn chót, ông De Blasio, thị trưởng New York, tuyên bố là ngày 27 tháng 12 là phải chứng minh. Và nhân viên y tế cũng sẽ kiểm soát những việc chích ngừa cho công ty tư nhân. Và thành phố New York này đang quan tâm đến Omicron, vì thế họ muốn gia tăng các biện pháp và bao gồm luôn cả trẻ em tuổi từ 5 tới 11 tuổi cũng phải chích ngừa. Bởi vì ngày hôm nay thì FDA đã cho phép chích ngừa ở mọi lứa tuổi. Có một điều hơi quan tâm là vào hôm cuối tuần chúng tôi cũng hay tin là Omicron đã ở các quốc gia khác lây nhiễm cho trẻ em dưới 5 tuổi. Thưa quý vị, tin tức này có từ hôm thứ Sáu rồi. Và đây là những cái tin tức đầu tiên người ta đang quan tâm. Tuy nhiên, các trẻ em này bị lây nhiễm chỉ có triệu chứng như bệnh sốt hoặc là cảm cúm thế thôi, không trở nên nặng. Đến giờ phút này thì chưa có trường hợp người trẻ nào mà tử vong vì Omicron cả. Thứ hai nữa, vẫn tin liên quan, thì bác sĩ Fauci vào sáng ngày hôm nay, ông tuyên bố nhưng mà với cái sự cẩn trọng. Ông không muốn nuôi hy vọng hoặc là làm cho cái chuyện nó bi quan hơn. Ông chỉ đứng ngang ngang thôi. Thì ông nói rằng dựa trên những cái dữ kiện trong vòng 2 tuần lễ vừa qua, kể từ ngày đầu tiên mà Omicron lây nhiễm, thì đến giờ phút này xem ra chúng không có cái sức tàn phá ghê gớm như là Delta variant. Và đó là một cái tin tức phấn khởi. Thì trong vòng mấy ngày qua cũng có những cái nguồn tin nói rằng hy vọng Omicron sẽ là con biến chủng cuối cùng. Cuối cùng ở đây có nghĩa là nó sẽ còn những cái biến chủng khác nữa, nhưng sẽ không có gây mà thiệt hại về vấn đề nhân mạng. Bởi vì tính đến giờ phút này, thưa quý vị, cái số tử vong càng ngày càng ít đi và số nhập viện cũng càng ngày càng ít đi. Thành phố Los Angeles tuyên bố hôm nay là ngày đầu tiên mà con số người nhập viện vì COVID-19 dưới 600. Và cái tin tức đó là tin tức rất là phấn khởi. Bởi vì nếu mà cái con số tử vong nó vẫn còn giữ trên 600 mà còn giữ lâu á, thì điều đó tạo nên cái mối quan tâm. Nhưng mà càng ngày càng thấp đi, và cái số báo cáo về tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở các quận khác bao gồm quận Cam cũng giảm đi. Thì bác sĩ Fauci nói tính đến giờ phút này cái tác hại của Omicron xem ra nó không như Delta, vì thế họ đang nuôi hy vọng. Ông nói rằng lẽ đương nhiên vẫn phải chờ thêm một vài tháng nữa để bảo đảm là Omicron thực sự nó chỉ lây nhẹ thôi. Bởi vì trước đó thì các báo cáo từ Nam Phi đó, các vị bác sĩ cũng cho biết trong những trường hợp mà những người bệnh nhân về Omicron đó, vẫn được ngửi thấy mùi, vẫn đếm được vị và không bị ho, không bị ngộp thở như những người đã từng bị Delta variant. Cho nên họ nói phần lớn những trường hợp mà Omicron, và tính đến ngày hôm nay, thưa quý vị, tin tức chúng tôi đọc từ Nam Phi đó, tình trạng lây nhiễm nó cũng, nghĩa là nó có cao, nhưng mà rồi cái tình trạng nhập viện hoặc tử vong nó không có gì là tăng cả, mà họ đang bị Omicron tấn công. Và bây giờ chúng cũng đã xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới rồi. Vấn đề chính, chúng ta vẫn theo dõi các tin tức cập nhật đó, là vẫn chờ thời gian để xem coi cái sự tấn công lây nhiễm của Omicron như thế nào.
Cũng có người thì người ta cho rằng là cái sự xuất hiện của Omicron có thể là có thể thôi báo hiệu cái dấu hiệu là đại dịch Covid-19 sẽ có hồi kết thúc, bởi vì nó sẽ gây nên cái miễn nhiễm cộng đồng, thì từ từ nó sẽ chấm dứt đại dịch này, chứ bây giờ thì người ta cũng chưa biết nó là như thế nào. Trong khi đó thì có một thành phố ở bên Trung Quốc là Cáp Nhĩ Tân, họ đưa ra một cái khuyến khích rất là hấp dẫn đối với mọi người, đó là ai mà tự giác đến để mà xét nghiệm Covid-19 mà bị dương tính á, thì họ sẽ trả cho người đó 10.000 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng hơn 1.500 đô la. Nhưng mà với điều kiện là người đó phải tự động tới nha. Còn nếu như thí dụ như người đó bị bệnh gì đó xong rồi đưa vào bệnh viện xét nghiệm, cuối cùng lòi ra là dương tính với Covid-19 thì cái đó họ không có tính. Ở đây thì họ nói là họ muốn tiến đến cái chuyện rằng là sẽ không còn cái trường hợp nào mà bị Covid-19 rồi có thể lây lan. Cho nên là tất cả những ai mà cảm thấy rằng là họ có những cái dấu hiệu mà nghĩ rằng mình bị Covid-19 thì tự động đi đến những cái bệnh viện hay là cái nơi mà có xét nghiệm Covid-19. Mà nếu qua trải qua các cái thủ tục mà xét nghiệm chính xác là người này bị dương tính thì sẽ được thưởng 10.000 nhân dân tệ. Thì đây là một trong những, người ta nói là những các cái dấu hiệu để mà chứng tỏ rằng là Trung Quốc đang từ từ tiến đến cái chuyện là họ khống chế được cái dịch Covid-19 này. Nó là trong tuần qua đó, cuối tuần qua thì cũng có 7 người xét nghiệm bị Covid-19 dương tính, nhưng mà những người này là từ những cái bệnh họ sẵn có rồi được đưa vào bệnh viện rồi xét nghiệm mới ra thôi. Còn riêng đối với lại cái người tự động tới thì chưa có. Thành ra bây giờ những người nào mà ở thành phố Cáp Nhĩ Tân này mà cảm giác rằng là mình bị như vậy thì họ sẽ đi đến để họ coi mình như thế nào. Rồi cũng liên quan đến Covid-19 thì trong khi ở, như anh Thủy đang nói là ở quận Cam nó giảm xuống, thì ở Sài Gòn đang có dấu hiệu lại số người chết tăng lên. Ngày hôm 5 Tây tháng 10 ở Sài Gòn được xem là cái ngày mà có số tử vong cao nhất tính từ 2 tháng qua, tức là lên đến 94 người riêng ở Sài Gòn thôi. Và hiện bây giờ cái số mà người mất vì Covid-19 ở ngay thành phố Sài Gòn đó, kể tính từ lúc mà đại dịch bắt đầu đến bây giờ đã là gần 18.500 người. Đó là con số mà được báo cáo. Còn ngoài ra những con số mà người ta nói rằng là có thể không có thống kê được, không có báo cáo được, thì con số chính xác người ta không thể nào người ta biết được hết. Nhưng mà bây giờ trong thời gian qua thì cái chiều hướng thấy rằng là từ hồi tháng 10 đó, khi bắt đầu mở cửa trở lại, rồi đến bây giờ với những cái biện pháp mà họ làm, thì Sài Gòn lại có dấu hiệu là Covid-19 đang tăng lên. Và cái đó là riêng Sài Gòn, nhưng mà cả nước á, ngày hôm nay cái số người chết vì Covid-19 lên đến 199 người. Tức là sau có thời gian nó giảm xuống chỉ còn dưới 100 người, bây giờ nó tăng lên trở lại. Và tin tức ở Việt Nam thì chưa thấy rằng có Omicron. Đây là vẫn là Delta variant cũ, vẫn tiếp tục lây nhiễm. Mình cũng để ý đó là có những người từ Sài Gòn về quê, rồi họ bị nhiễm, bị bệnh ở dưới quê. Rồi có người từ quê về Sài Gòn làm việc lại bị nhiễm ở Sài Gòn luôn. Rồi họ bị cái là tập trung trong cái khu mà lao động của những người làm việc bên ở Sài Gòn. Tình trạng cũng nhiều người buồn lắm, bởi vì họ thấy rằng bỏ qua Noel, họ nói Giáng sinh năm nay chắc có thể là cũng tệ nhạt, thê thảm lắm. Nhưng mà rồi bây giờ có những tin tức liên quan đến Tết nữa, không biết nếu cái tình trạng này tiếp tục lây nhiễm như vậy nữa thì Tết này sẽ như thế nào. Rõ ràng chúng ta thấy phía Việt Nam bây giờ là kiệt quệ rồi. Bây giờ nếu mà tiếp tục đóng cửa nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mới vừa mở cửa được phi trường, có chuyến bay đáp đầu tiên từ San Francisco về Việt Nam mà không có bay vào Sài Gòn được nữa, phải ra Đà Nẵng. Thì đùng một cái họ nghe thêm cái chuyện mà Omicron này. Việt Nam chưa có, nhưng mà giờ người ta tin tưởng rồi cũng sẽ xuất hiện. Chỉ có cầu may là cái tình trạng lây nhiễm này nó giảm mà thôi. Ngọc Lan đi sang Mỹ đó, thì có phải lúc mà đáp xuống phi trường có phải chứng minh là đã được chích ngừa, đã được thử nghiệm? Rồi từ Mỹ về Mỹ cũng phải cung cấp các chứng minh đó luôn phải không? Lúc mà từ ở Los Angeles đi á, có đem theo phiếu chích ngừa đầy đủ, nhưng mà không ai xét hết đâu, không ai hỏi hết á.
chỉ có lên máy bay đeo khẩu trang thôi. Nhưng mà đến khi á, đáp xuống Cancun thì sao? Không ai hỏi gì hết. Không ai, dạ, hỏi, không gì ai hết hỏi gì hết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là khi mình đáp xuống Cancun rồi, đến Mễ rồi, thì bởi vì mà Ngọc Lan đi theo ví dụ như công ty du lịch của Costco, thì Costco họ nhắn, họ email, họ nói là nhớ là phải xét nghiệm trước 3 ngày trước khi về. Thì trước họ nhắn chừng lại, mình thì mình phải làm cái, mình phải book trước để mà mình hẹn ngay cái khách sạn mình ở. Làm luôn cho mình, dạ, họ làm cho mình, họ không có tốn tiền. Yeah. Rồi đến khi mà mình chuẩn bị check in á, thì hãng máy bay á, họ yêu cầu mình phải upload cái kết quả xét nghiệm lên luôn thì họ mới cho mình check in. Chúng tôi tiếp tục với cái bản tin này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Cảm hứng muôn nơi, hãy đi tìm.